Nếu bạn nghĩ tôi làm vlog này để tôn vinh Công Phượng sau một màn trình diễn trên cả tuyệt vời thì bạn mới chỉ đúng có 1/10 thôi. Bởi còn rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn về sự đổi thay của Công Phượng, cả về chuyên môn lẫn về mặt tư duy, cũng như những tính toán của huấn luyện viên Mira cho cầu thủ quan trọng nhất của mình. Nhưng trên tất cả vẫn là chặng đường đua tranh tấm huy chương vàng mà đối thủ nguy hiểm nhất như thường lệ vẫn là Thái Lan. Và chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog 22. U23 Việt Nam thắng hay, thắng đẹp, thắng may hay là thắng bùng nổ thì nhiều người cũng cứ cảnh báo rằng là đừng có vui quá sớm bởi vì tấm huy chương vàng còn rất là xa xôi. Tôi thì phản đối bởi vì là thắng thì cứ vui cái đã, chẳng làm gì phải hoãn cái sự sung sướng lại. Chứ mà cứ đợi cái tấm huy chương vàng mới được vui thì cuộc đời của chúng ta chắc là chẳng bao giờ có giây phút hạnh phúc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta khen thì cũng quá nhanh, chê thì cũng quá nhanh, vừa khen trận thắng mã rồi lại vật vã chửi bới sau trận gặp Lào. Thế nên các cổ động viên của chúng ta cứ luôn luôn xa, cứ luôn luôn lạ với các thành viên ở trong đội, cứ như hai đường thẳng song song vậy. Người ta cứ nói là nhà văn thì nói láo, nhà báo thì nói phét, nhưng thú thật là không có ông nhà báo, không có chú nhà văn nào mà chém gió kinh hoàng như mấy anh hùng bàn phím ảo tưởng sức mạnh trên mạng như mấy hôm vừa rồi. Sau trận gặp U23 Malaysia thì Công Phượng được mô tả là đi bóng thì như Messi, kiếm phạt đền như Ronaldo, dứt điểm như Ibra, sút phạt như Ronaldinho và kiến tạo như Pirlo. Rồi người ta dễ dàng tin ngay khi các cổ động viên phản động của đối thủ, nói rằng là Công Phượng có thể chơi bóng được ở Chelsea hay là MU. Công Phượng tỏa sáng, ghi siêu phẩm, cả nước sung sướng, mà tôi cũng thế. Và chẳng có gì phải ngượng ngùng mà phải che giấu cái tình cảm của mình. Các fan của Công Phượng hay bất cứ fan của cầu thủ nào thì cũng cứ yêu, cứ thần tượng các upa của mình một cách tự nhiên và thoải mái. Tôi cũng yêu Công Phượng và nghĩ rằng đây là kỳ SEA Games của Công Phượng. Nhưng mà hôm trước thì có một cầu thủ U23 Việt Nam có nói với tôi rằng là Phượng cảm thấy rất ngại và đôi khi cảm thấy khó chịu khi bị so sánh với những ngôi sao lừng danh thế giới. Lần đầu tiên khi được ví là Messi của Việt Nam thì Phượng đã nói rằng là anh cảm thấy rất là ngượng ngùng. Và chúng ta yêu, chúng ta ủng hộ, nhưng đừng để những người hùng của chúng ta cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Tất cả có công nhận không ạ? Thời gian vừa qua thì người ta tranh cãi quá nhiều về cái đam mê dê dắt của Công Phượng và đề nghị cầu thủ này phải thay đổi. Tôi thì cũng lại phản đối vì đó là đặc sản, là vũ khí sắc bén nhất của Công Phượng, thì thay đổi để trở thành một cầu thủ tầm thường hay sao? Như thế thì khác gì chúng ta yêu cầu là Beckham đừng có tạt bóng nữa, Ronaldo đừng có đá phạt và bảo Messi là hãy dùng chân phải đi cho nó toàn diện. Cũng xin thưa thêm là huấn luyện viên Mira cho phép Công Phượng được đột phá trong một số trường hợp và tất nhiên là không bao giờ được phép lạm dụng, không được làm mất thời cơ của đồng đội cũng như là của toàn đội. Và nhiều khi thì trong cái thế bế tắc thì những con tính không phát huy được tác dụng thì những pha bóng điên rồ, hoang dã đôi khi lại mang lại kết quả rất là tốt. Huấn luyện viên John Glachen đã từng khuyến khích Công Phượng là làm một điều gì đó hoang dại trong trận U19 Việt Nam gặp U19 Australia. Và cuối cùng thì như tất cả chúng ta đã biết, Phượng đã có một siêu phẩm và U19 Việt Nam đã có một chiến thắng huy hoàng. Và đó cũng là điều mà huấn luyện viên Mira muốn nó diễn ra ở SEA Games năm nay. Nhưng có một thực tế là huấn luyện viên Mira đang muốn Công Phượng ý thức hơn khi đột phá bằng cách đưa anh về đá vị trí tiền vệ tổ chức trong trận gặp U23 Lào, để Phượng cải thiện thêm cái khả năng kiến tạo cho đồng đội, cũng như ý thức được rằng nếu cầm bóng, đột phá mà mất bóng thì hậu quả sẽ ra sao. Phần lớn thì mọi người chỉ nhìn thấy màn trình diễn tuyệt vời của Công Phượng mà ít ai nhận ra cái hành trình nào dẫn đến cái khả năng đó. Chỉ trong một năm thôi thì Công Phượng đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện được bản thân, hòng có một cái hình ảnh chững chạc hơn, lì lợm hơn và hiệu quả hơn như chúng ta đã thấy ở SEA Games. Công Phượng đã phải tập thêm, đã phải rất là vất vả để cải thiện được cái tốc độ của mình, cả tốc độ với bóng lẫn tốc độ không bóng, để có được những pha ngoặt bóng đột ngột, những pha bứt tốc nhanh như điện, và bên cạnh cái nỗ lực là mài sắc cái vũ khí là những quả đá phạt trực tiếp. Trong suốt một năm qua thì Công Phượng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, mà đợt nào thì cũng là toàn là cuồng phong về dư luận, từ chuyện tuổi thật cho đến quảng cáo bia rồi mối tình ồn ào. Nhưng mà chính sự cố đó đã nhào nặn anh trở thành một Công Phượng rắn giỏi hơn, bản lĩnh hơn và lì lợm hơn. Chúng ta có thể dễ dàng thấy sự khác biệt này khi đặt Công Phượng ở bên cạnh những cầu thủ cùng lứa ở đội U23 Việt Nam hoặc là ở Hoàng Anh Gia Lai. Tôi nhận thấy rằng là trong đầu của Công Phượng bây giờ tồn tại rất nhiều những nỗi lo mang tính mặc định, tức là trước mỗi dự định thì Công Phượng thường đặt ra những câu hỏi như vậy thì có được không, rồi mọi người đón nhận như thế nào, liệu nó có ồn ào những cái vụ A, vụ B, vụ C không. Thế nên thì chúng ta hãy để ý và ghi nhận những sự cải thiện về chuyên môn, sự trưởng thành và phong cách của Phượng hơn là so sánh anh với những ngôi sao lừng danh thế giới. Từ 10 tháng trước thì ông Mira đã xây dựng bộ khung cho U23 Việt Nam, và điều này tôi đã tiết lộ trong vlog 28, các bạn có thể xem lại để nắm được cái kế hoạch của ông Mira. Tôi cũng đã từng bật mí là Công Phượng là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG duy nhất có được suất đá chính ở SEA Games. Và so với kế hoạch ban đầu thì đội hình bây giờ đã thay đổi 7 vị trí, chỉ còn 4 vị trí còn lại, đó là Quế Ngọc Hải, đó là Võ Huy Toàn, Mạc Hồng Quân và Công Phượng.
Và đây cũng chính là bốn cầu thủ quan trọng nhất nắm toàn bộ ý tưởng, triết lý và lối chơi của huấn luyện viên Mira. Chẳng phải là ngoại giao hay trả lời cho nó xong đâu, mà huấn luyện viên Mira thực sự là coi tất cả các cầu thủ thuộc diện là không thể thay thế. Bởi vì mỗi một người thì có một lối chơi riêng và đặc biệt mạnh trong một vài tình huống. Suốt thời gian vừa rồi thì ông Mira đã cố gắng phát hiện, bồi dưỡng, chỉnh sửa một để có một cái dàn cầu thủ như bây giờ. Chúng ta có thể thấy là từ Minh Long đến Mạnh Hùng, Ngọc Thịnh, Hữu Dũng, Phi Sơn, Ngọc Thắng, Thanh Bình và rất nhiều những tên tuổi khác. Không chỉ tạo ra một cái lối chơi máu lửa, huấn luyện viên Mira còn cố gắng xây dựng một đội bóng mà hình ảnh của các cầu thủ ăn mừng với chiếc áo Huỳnh Tấn Tài thực sự mang lại những cảm xúc sâu lắng sau một chiến thắng bùng nổ cho tất cả chúng ta. Đã trở thành lối nghĩ thì huấn luyện viên Mira luôn xác định một đối thủ trực tiếp buộc phải đánh bại. Và cũng như ở vòng loại U23 châu Á thì tại SEA Games năm nay, ông chọn đối thủ chính là U23 của Malaysia. Ông dồn toàn lực và để đánh bại đối thủ này nhằm giành lợi thế trong cái cuộc cạnh tranh vào bán kết, đồng thời đẩy U23 Malaysia và U23 Thái vào một cuộc chiến tương tàn. Tất cả những nước tính của ông Mira thì đã đúng và chúng ta bây giờ đã có thể thảnh thơi để nghĩ về bán kết. Sẽ là một sai lầm rất lớn nếu chúng ta nghĩ rằng ông Mira chỉ tính đến đội hình chính, là một người tuyệt đối hóa về mặt thể lực nên mà tất cả những con tính của ông Mira đều xoay quanh yếu tố này. Ông Mira xoay tua nhiều hơn bất cứ một người tiền nhiệm nào. Mà đợt vừa rồi thì chúng ta thấy là ông thay đổi 7 vị trí trong hai trận đấu giữa U23 của Malaysia và U23 Lào để giúp các cầu thủ dưỡng sức, tránh chấn thương, và đó cũng là cái tinh thần của cái kế hoạch xoay tua của cầu thủ của ông Mira. Nhiều người nói vui là Thượng Đế đã sinh ra Công Phượng và số phận đã cho chúng ta gặp được ông Mira. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên là ông trời lại đặt Thái Lan ở bên cạnh Việt Nam và họ đã bóp nghẹt giấc mơ vàng của chúng ta không biết bao nhiêu lần. Bước vào kỳ SEA Games năm nay thì huấn luyện viên Mira cũng xác định là Thái Lan chính là đối thủ nguy hiểm nhất bởi họ sở hữu một dàn cầu thủ vừa giành vị trí thứ tư ở châu Á. Thế nên con bài quan trọng nhất mà huấn luyện viên Mira phải tính toán thật là kỹ lưỡng chính là sự bảo toàn về mặt lực lượng, giữ được nền tảng thể lực một cách sung mãn nhất, bởi ông muốn ở trận đấu cuối cùng, ở trận đấu quan trọng nhất, U23 Việt Nam phải mạnh nhất hoặc ít ra cũng là phải khỏe hơn đối thủ. Nhưng tất nhiên là theo đúng tư duy của ông Mira thì trận đấu quan trọng nhất luôn luôn là trận đấu kế tiếp. Nhưng trên cơ sở là đá trận này nhưng vẫn phải nhớ đến trận sau. Và với quý vị thì tôi cũng hy vọng là quý vị xem xong vlog này sẽ đón xem vlog sau. Một vlog mà chúng ta sẽ ăn mừng tấm huy chương vàng. Và đến đây thì cũng xin chào và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi vlog của ngày hôm nay.